Vắc-xin Việt xin cấp phép khẩn cấp, các chuyên gia nói gì? Quý vị và các bạn thân mến, liên quan tới vấn đề vắc-xin COVID-19 của Việt Nam sản xuất đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và 3 với 1.000 liều tiêm, đại diện công ty Nanogen muốn xin Thủ tướng quyết định cho vắc-xin này được đưa vào sử dụng sớm. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này. Đầu tiên là những chia sẻ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Dư luận đang rất quan tâm tới câu chuyện vaccine COVID-19 do công ty Nanogen nghiên cứu xin cấp phép sớm hơn. Quan điểm của ông như thế nào? Một vaccine để được cấp phép thì cần các yếu tố đầu tiên, đó là an toàn, sinh miễn dịch, hiệu quả, hiệu lực. Theo tôi thì đầu tiên vaccine phải an toàn với người tiêm. Khi nhà sản xuất chứng minh được vaccine đủ dữ liệu, đủ yếu tố chứng minh an toàn thì có thể cấp phép sớm hơn một chút so với quy định để đáp ứng yêu cầu trước mắt. Nếu bộ tư liệu của nhà sản xuất nêu đầy đủ tính an toàn, thỏa mãn được các yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên môn về tính an toàn thì đây là điều kiện tiền quyết có thể cấp phép sớm. Hiện nay, khó nhất là bộ dữ liệu về tính an toàn của vaccine này mới được thực hiện trong giai đoạn quá ngắn chưa thuyết phục. Đến nay, mới chỉ có bộ dữ liệu theo dõi khoảng 6 tháng, nếu sau một năm người tiêm có vấn đề gì thì sao. Đối với yếu tố tính sinh miễn dịch, khi tiêm xong xét nghiệm máu có kháng thể, nhưng lúc này, câu hỏi đặt ra kháng thể có bảo vệ được người tiêm vaccine khi có COVID-19 xâm nhập hay không. Có trường hợp sinh kháng thể rất tốt, thậm chí lên tới 100%, hiệu quả rất cao nhưng lại không giúp được người tiêm bảo vệ trước virus khi đó vaccine không có tác dụng. Theo nhà sản xuất Nanocovax cho rằng, vaccine này đảm bảo an toàn và hiệu giá miễn dịch lên tới trên 90%, như vậy đã đủ điều kiện chưa? Đến nay, vaccine Nanocovax có đủ lý do để xin được cấp phép sớm, nhưng cần xem xét cấp phép sớm có lợi cho cộng đồng hay không. Nếu tiêm xong có biến chứng gây tử vong thì không được, tiêm xong không bảo vệ được người tiêm trước virus thì không ổn. Tâm lý của người dân khi tiêm vaccine, họ đều nghĩ được bảo vệ và lúc đó các biện pháp phòng dịch sẽ không được nghiêm ngặt. Lúc đó, người đã tiêm vaccine đối diện với virus nếu nhiễm bệnh, tử vong do bệnh COVID-19 thì rõ ràng hiệu quả gián tiếp của vaccine mình không đảm bảo được. Dù trên thực tế Nanocovax được đánh giá sinh miễn dịch tốt, tác dụng phụ, ảnh hưởng trực tiếp chưa thấy, nhưng hiệu quả chưa được khẳng định trên thực tiễn. Đây là khó khăn lớn hiện nay. Điều kiện để được đánh giá thực tiễn đó là thử 3 pha cần khoảng thử nghiệm trên 13.000 người mới đủ đánh giá, để hoàn thành pha 3 có thể cần cả năm. Hiện tại, nhà sản xuất muốn tạo cơ hội để họ có thể thử nghiệm trên thực tiễn về mặt cơ quan quản lý thì khó vì vẫn cần đủ điều kiện mới có thể cấp phép. Nhà sản xuất có so sánh với các nước khác khi một số quốc gia đã đồng ý cho vaccine vượt rào như Nga, Ấn Độ, vậy điều này thế nào thưa ông? Nếu so sánh với vaccine ở các quốc gia khác thì khó cho Việt Nam vì hiện tại các nước bối cảnh của họ khác mình. Nếu cấp phép có vấn đề xảy ra trách nhiệm rất lớn, nhất là dư luận tại nước ta làm cho trách nhiệm của họ nặng nề hơn rất nhiều. Tôi nghĩ không ai dám quyết có cấp phép hay không, ngay cả vấn đề trong điều trị thuốc đôi khi còn không thể quyết thì vaccine càng khó hơn. Theo ông, bài toán cần làm lúc này như thế nào, cơ quan quản lý và doanh nghiệp cũng không rơi vào thế khó. Theo tôi, chúng ta chưa vội nói có được hay không thể cấp phép ngay. Có thể thành lập hội đồng chuyên môn và hội đồng pháp chế. Chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng và ra soát đầy đủ bằng chứng về khoa học, pháp lý để nếu cấp phép thì đảm bảo được các yếu tố cần thiết. Hiện nay, nếu sợ trách nhiệm cá nhân thì có thể làm việc cơ chế tập thể. Tôi nghĩ thành lập hội đồng chuyên môn và pháp chế khi có ý kiến của hội đồng thì cơ quan quản lý có thể quyết định có nên cấp phép hay không. Hội đồng bỏ phiếu kín, tỷ lệ đồng ý bao nhiêu phần trăm. Nếu có ý kiến của hội đồng, có thể trình hồ sơ và lúc đó xem xét công khai vì đây là ý kiến đại diện không phải của riêng một người. Người quản lý có thể sử dụng ý kiến tham mưu của hội đồng để cân nhắc và quyết định. Điều này cũng giảm căng thẳng cho nhà quản lý. Chưa có công bố khoa học Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Hoa Kỳ cho biết, đối với vaccine Nanocovax, các dữ liệu về vaccine này trên các công bố khoa học không có và hiện tại chỉ là thông tin báo chí. Hiện, vaccine đã thành công ở thử nghiệm lâm sàng pha 2 và chuẩn bị sang pha 3. Việc nhà sản xuất vaccine xin vượt rào, cấp phép chỉ sau hơn 10 ngày bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3. Tiến sĩ Vũ cho rằng tất cả các vaccine thông dụng hiện nay trên thế giới, trước khi được chấp thuận sử dụng ra cộng đồng, đều có những công bố khoa học với những kết quả nghiên cứu rất chi tiết về các thử nghiệm tiền lâm sàng. Trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật và các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 1, 2, 3 trên người, các nhà khoa học trên thế giới đều có điều kiện tiếp cận với các thông tin nghiên cứu này, họ có quyền khen, chê, góp ý cho cách thiết kế thí nghiệm, cách thu nhận số liệu, cách phân tích đánh giá, cách đưa ra kết luận dựa trên số liệu hiện có, hoặc thậm chí nếu họ nghi ngờ về cách phân tích, đánh giá của nhóm tác giả thì họ có thể liên hệ trực tiếp để xin truy cập số liệu gốc để tính toán lại. Việc minh bạch số liệu như thế này là rất cần thiết trong nghiên cứu, đặc biệt là những nghiên cứu đã tới giai đoạn ứng dụng lên người khi những nghiên cứu vẫn còn trụ vững được qua các đánh giá, phê bình, phản biện bởi các nhà khoa học có chuyên môn thì giá trị của nó sẽ hơn hẳn và ngay chính nhóm tác giả nghiên cứu cũng sẽ học hỏi được nhiều thứ từ những sự gay gắt đó để tối ưu hóa sản phẩm, nâng cao tính an toàn và hiệu quả cho chính sản phẩm của họ. Theo tiến sĩ Vũ, các vaccine được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới như Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, đều phải lên thớt nhiều lần trước khi có thể được một tổ chức y tế như FDA của Mỹ hoặc EMA của châu Âu chấp thuận cho phép sử dụng khẩn cấp. Nếu chỉ là thông tin trên báo chí cho rằng các kết quả thử nghiệm lâm sàng khả năng sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax đạt 99,4% so sánh với các loại vaccine khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn mà xin được cấp phép thì rất ngây thơ. Để đánh giá được vaccine có thể sử dụng được an toàn và hiệu quả hay không, tiến sĩ Vũ cho rằng vaccine đó phải được đánh giá rất nhiều yếu tố như khả năng sinh miễn dịch này có đặc hiệu không? Kháng thể được tạo ra bởi phản ứng miễn dịch này có nhận ra được virus và các biến thể mới của nó hay không? Kháng thể có thể bám và trung hòa được virus để ngăn chúng nhiễm vào tế bào hay không? Kháng thể có duy trì trong người được trích vaccine là bao lâu? Người trích vaccine có những triệu chứng phụ nào, tỷ lệ ra sao, so sánh với nhóm đối chứng thì hiệu quả vaccine là bao nhiêu phần trăm? Những số liệu này cho đến nay của Nanocovax hoàn toàn không được tìm thấy ở bất cứ công bố khoa học nào cho các thử nghiệm tiến lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng pha 1, pha 2 tiến sĩ vũ cho rằng kiến nghị cấp phép khẩn cấp cho vaccine nanocovax trong lúc này là một việc làm rất hơi hợt khi chưa chứng minh được một cách rõ ràng tính an toàn và hiệu quả của vaccine